Bạn của mình á, thì ở trong cái dải phía bên tay phải, có nghĩa là mình phải đi hết cái đoạn đường ở dưới rồi mình quẹo bên tay phải. Thì cái thiết kế của nhà bạn mình á, thì nó không có giống như thiết kế villa giống như bên này. Thì cái thời điểm đó bạn mình mua là cũng là rơi vào tầm 2 tỷ, hơn 2 tỷ. Ở đây còn cái vài cái khoảnh đất trống nè, cũng có vài khoảnh đất trống, nhưng chắc người ta đang đợi giá lên cao ta mới mua, mới bán, chứ giờ ta cũng chưa có cần thiết bán đâu mọi người ơi. Mình thấy á, mua nhà ở trong cái khu này á, được cái là cái sân nó rất là rộng nè, rồi á, đường thoát nước thì đương nhiên là người ta cũng làm rất là ổn định ha, cho nên nó là đường rất là khô ráo. Hơn nữa ai mà có xe hơi á, là hiện tạm thời là cũng có chỗ để đậu xe hơi luôn á mọi người. Mình rất là thích cái khu này. Khu này á, là cách nhà ba mình á, là chỉ có 2 phút chạy xe máy thôi mọi người ơi. Rất là đẹp. Hôm nay là mình có dịp đi vô cái khu dân cư trong cái hẻm 172 tại phường Tân Bản, nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, Biên Hòa Đồng Nai ha. Mọi người có tin không? Đây là cái khu dân cư mới được hình thành từ cách đây khoảng vài năm thôi á. Mà bây giờ là cái giá nhà ở đây là nó hơi bị mắc luôn á mọi người ơi. Mình nghe nói nhà ở đây bây giờ mua là phải 3 tỷ chứ không có còn 2 tỷ đâu mọi người.